Misu ơi, Dạ, đây đây đây. nè, căn nhà của mẹ vừa mới sửa sang xong đó. Mẹ Hả? Đẹp quá vậy. mẹ mới sắm một số nội thất đó. Con xem coi, có Wow. thích hay là không? Có hết. Nè, nè, cái tủ lạnh mẹ mới mua nè, đó. Wow. Cái nồi cơm điện mày để trên, hôm nào con nấu cơm cho mẹ ăn nha. Dạ, ủa cái nồi đâu? Nè, cái nồi ở trên Ở nè. trên tủ lạnh hả? Đúng rồi. Ủa, phải có điện chứ. Cái điện cắm ở đằng sau á. Đằng sau hả? Ủa, đâu có gì đâu. Trời ơi, cái này là cái mô hình mà con. Mô hình hả? Dạ. Nè, còn kia là cái tivi. Đây, cái tivi có cái anten. Anten làm gì vậy? Anten để mình bắt sóng á, mình có sóng mình mới mở tivi lên mới thấy hình coi được con. Dạ. Rồi. Mẹ ơi, cho con ở nhà con chán quá, hay là cho con đi chơi đi nha mẹ ơi. Đi chơi hả? Trời ơi, suốt ngày đi chơi hả? Không có chịu ở nhà phụ mẹ gì hết trơn. Mẹ sắm cái máy may rồi đi nè. Ở nhà phụ mẹ may quần áo, bán hàng online, biết chưa? Dạ biết, nhưng mà con đi chơi xíu rồi, chút con về con làm liền. Con mai mốt con trở thành lại người lớn cao gì. Vậy hả? Thôi đợi được rồi, nhưng mà đi một chút xíu thôi là phải về nha, không có được la cà, bây giờ người ta bắt cóc vậy lắm đó nha con. Đi gần gần thôi nghe chưa. Mình đi chơi hay bung hoa đẹp quá, mình muốn hát, mình muốn hát à này gần đất đẹp 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 À, nó đi giờ này chưa về nữa. xong rồi nè. À, mới nhắc cái là về tới rồi. Hai đi rửa tay, tắm rửa đi. Rồi đi ăn cơm Dạ nha. con để giá bông này, mẹ nhớ ông giá bông của con nha. Để con đi À, rửa tay. rồi, dễ thương quá. À, thôi để mẹ đi giặt đũa bông cho con luôn. Nó Không. cũng dơ rồi. Con cầm nó đi chơi là virus làm sao? Mình phải sạch sẽ chứ. Biết À chưa? quên, mẹ ơi con rửa tay xong rồi nè. Rồi, vậy thì ăn cơm đi. Dạ ăn. Rồi để mẹ dọn cơm nha. Dạ. Mẹ ơi đói bụng muốn ngồi, nhanh lên nhanh lên. Rồi. Nhâm Thôi ăn xong nhâm rồi. Rồi làm cái gì nữa bạn? Mẹ ơi mẹ. nè, đi ra đằng trước đi, bán bắp rang cho mẹ đi con. Ai mua bắp rang không? Ai mua bắp rang không? Mẹ khuyến Em ơi, bán cho chị một ly bắp rang thơm bơ đi. đây. Ok. Nè, cho nè. Đây. Thịt lạc siêu to khổng lồ luôn. Phải trả tiền Rồi. 20.000. 60.000, ok luôn. Rồi. Ok, mang đi. Ai mua miễn phí bắp cam bơ không? Ai mua miễn phí bắp cam bơ Trời, em còn bé mà biết phụ mẹ là giỏi lắm á nha. Dạ. Lấy cho chị một hộp đi, ủng hộ em. Ok, đây. Tiền đây. Ok, ăn phải 20.000, em quên nói rồi. Trời ơi, giá hơi cao đó nha. Thôi nhưng mà thấy em ngoan ngoãn như vậy, coi như chị lì xì luôn cũng được. Bye bye. Ok, giàu có rồi, có tiền luôn rồi, hi hi, đi về Con nha. ơi, Dạ đây. buôn bán sao rồi con? Dạ, con bán bắp chân bò, hai tờ ta, hết quá tờ ta, muốn muốn trả tiền 20.000, 10.000. Thôi được rồi, giỏi lắm. Con biết phụ mẹ là tốt lắm đó. Thôi, bây giờ mình đi ngủ đi, cũng tối rồi. Ngày mai mình bắt đầu ngày mới, mình lại tiếp tục buôn bán nha con nha. Chào sáng. Thôi, bây giờ chương trình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bạn Miso đi ngủ đây.